Xin thưa các bác, đây là con Double Lamy nhá. Mộc vàng của Pháp, mắt màu xanh hơn bóng nhạt này. Đấy, đang quay vào trời, nó buổi sẩm chiều tối này, nên nó hơi tối. Trước tiên đi tổng quan bên ngoài, trước rồi đi chi tiết bên trong này. Mọi thông chi tiết em sẽ ghi rõ bên dưới video. Ở cầu giữa thì nó có cái chuyện vuông và chuyện tròn, logo hãng ngày xưa này. Ở càng phải hay càng trái đều do cái chuyện tròn. Đây là cái đặc tính của cái dòng Double Lamy phiên bản limited thì nó rất là hiếm, khi nó có ký hiệu rất là khác biệt so với các phiên bản trước. Nguyên duyên toàn bộ nhá, độ mới phải đến 95,6% này. Cầu giữa một chuyện vuông và chuyện tròn này. Rất mới, rất đẹp nhá. Mọi thông tin chi tiết thì ghi bên dưới video kèm địa chỉ, số điện thoại, Zalo, giá cả rất rõ ràng.